Hồng Anh à? Cô định lên phòng 402, nghe nói có vợ chồng trẻ mới đến. Tôi định sang hàng xóm lắm thì là quen đi mà. Vâng, nhưng mà sự nhớ ra là sao mà quen mà lại chẳng có quả cát gì ngại chết. Nên là cô hơi được cũng khác cô sang. Dạ vâng. Thôi cô đi nhá. Dạ. Em có phải là Trang, nhà ở phòng 402 vừa mới chuyển đến đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị là Hồng Anh, nhà chị phòng 403 bên cạnh nhà em luôn đấy. Dạ vâng, thế bây giờ chị lên nhà em chơi luôn nhá. Chị uống nước ạ? Quà cho vợ chồng em này. Em cảm ơn chị. Bọn em mới chuyển đến đây, đáng nhẽ ra phải qua thăm chị, nhưng mà nhiều đồ đạc quá nên là mãi vẫn chưa qua được. Khiếp nữa, hàng xóm với nhau mà cứ làm quan trọng thế nhở, ai qua trước cũng chả được. Mà chị thấy mẹ em nói là ban công nhà em đẹp nên là chị mới qua đây xem thử. Đây là anh nhà em, anh ấy là Bảo. Trước khi chuyển đến đây anh ấy không thích ở chung cư đâu, nhưng mà bây giờ thì lại thích rồi. Có khi bỏ chuyển đi anh ấy còn không chịu ấy chứ. Vừa mới chuyển về đây mà đã nói chuyển đi rồi á? Em sao thế? Không có gì đâu ạ. Nhưng mà chị ở đây lâu rồi, chị thấy có điều gì kỳ lạ không ạ? Kỳ lạ như thế nào hả em? Chị là bọn em hết hồn. Ở cái chung cư này ấy, thi thoảng nó hay cúp điện. Lát nó có đấy. Đấy, vừa nhắc xong có luôn. Nhưng mà bình thường bọn em ấy là thấy kỳ lạ như thế nào? Thì em cứ thấy có tiếng động lạ, tiếng gõ cửa, tiếng cào tường, nhưng mà chẳng có ai cả. Xong rồi thi thoảng em còn thấy có bóng người thấp thoáng qua nữa. Thế chị nghĩ là em dọn nhà em mệt, em nhìn nhầm thôi. Chứ chị ở đây lâu rồi, chị có thấy hiện tượng lạ nào đâu. Chị Hồng Anh nói đúng đấy, chắc là do em làm mệt nên nhìn nhầm thôi. Mà nhà vệ sinh mình ở đâu nhỉ? Nhà phía sau kia ạ. Trưa nay em mệt thì đừng có nấu cơm. Anh đặt cơm hộp, người ta đang giao hàng đấy đấy. Em ơi, vừa nãy chị nhìn thấy ma em ạ. Anh ơi, nhà mình đúng là có vấn đề thật rồi. Bây giờ mình phải chuyển nhà thôi. Em sợ lắm, em không ở đây nữa đâu. Thế thì sao? Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách xử lý thôi. Tối nay chị sẽ ở đây để bắt ma cùng em. Thật chứ ạ? Đẩy ra một cửa. Chào cậu. Cậu mới dọn đến đây à? Có gì đâu. Tôi là hàng xóm. Tôi có chút quà quê biếu cô cậu làm quen mà. Cô vào nhà đi ạ. Vâng. Cháu mời cô uống nước. Cảm ơn cậu. Mời cậu uống nước. Chào cô ạ. Tôi là hàng xóm, có chút quà quê biếu cô cậu quen. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu ngon quá. Hai vợ chồng cô cậu chắc
Vía cũng cứng nhỉ, nên mới dám dọn vào đây ở. Sao là thế? Nghĩa là sao ạ? Thế cô cậu mua nhà ở đây mà không tìm hiểu trước à? Tôi thấy bảo nhà này có ma đấy. Thì tôi nghe thấy người ta kể lại thôi. Mấy chủ trước ở đây, người nào ở được dăm bữa nửa tháng là bỏ của chạy lấy người đấy. Người ta bảo là toàn thấy ma quấy cơ. Có cả tiếng khóc này, có cả máu này, thì có cả... Thôi cô ơi, vợ chồng cháu không tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu ạ. Thì tôi cũng nói thế thôi. Lúc đầu đến ý, thì toàn háo hức lắm, ham mở. Lúc đi thì mặt sắm cho ra. Mà nói có ai tin đâu. Nhưng xong đến gặp ma rồi thì lúc ý cuối cùng kịp. Ơ cô Dung, 5 giờ rồi đấy, cô không về nấu cơm cho một tí à? Đấy chết khổ, mải buôn chuyện quá nên quên mất phải nấu cơm. Thôi tôi xin phép tôi về nấu cơm cho thằng con tôi nhá. Lúc khác tôi sang nói chuyện nhá. Chào cô cậu, chào cháu. Vâng ạ, anh ra một bầu đi. Em yên tâm, tối nay chị sẽ bắt ma cùng em. Bình thường em hay gặp ma là tầm buổi tối, tầm giờ này ấy chị. Nhưng mà sao hôm nay lại không thấy gì nhở? Lạ thế. Em cứ bình tĩnh, chị nghĩ mình quan sát tiếp xem sao. Có chuyện gì đây? Anh thấy có ma. Nó ở trong gương, nhìn anh chằm chằm. Em sao đấy? Anh ơi, nhà này có ma lật rồi. Bây giờ em với anh chuyển về với mẹ anh đi, em không ở đây nữa đâu. Đừng có sợ, để anh đưa em đi nhá. Ôi từ từ đã. Căn nhà này không có con ma nào cả. Tất cả chỉ là một vở kịch dựng lên để dọa em mà thôi. Chị nói vậy là ý gì? Con ma thực sự chính là cậu đấy. Chị đừng có nói linh tinh nhá. Chị có bằng chứng không? Lúc chiều hôm nay, khi tôi đi ra nhà vệ sinh, cũng là lúc cậu rời đi. Người dọa tôi chính là cậu. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay cậu có một vết đỏ, chứng tỏ cậu là người dọa tôi ở trong nhà vệ sinh. Hơn nữa, con ma chỉ xuất hiện vào lúc buổi tối, bởi vì chỉ lúc này cậu mới ở nhà thôi. Vớ vẩn. Thế còn cái đống máu này, mà lúc đấy nhá, em đang ở trong nhà vệ sinh cơ mà. Máu. Ngọt thế. Có biết tại sao không? Là bởi vì cậu có đồng phạm. Khi tôi nói tối hôm nay sẽ ở lại đây bắt ma cùng với Trang, thì cậu liên tục sử dụng điện thoại nhằm mục đích là để liên lạc với cả đồng phạm và gọi cứu viện. Còn lúc cậu đi ra nhà vệ sinh và hét lên ấy, là nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng tôi thôi. Cậu hãy nhớ lại âm thanh khi chúng ta ở nhà vệ sinh xem. Người đó đã va vào ghế sofa. Vết
ghế sofa di chuyển vẫn còn đây. Chẳng lẽ một con ma lại va vào được ghế sofa à? Hơn nữa, kìa Uzu. Dạ. U đi đâu đấy? Dành ở lại đây nghe nói chuyện một tí đã. Tôi đã có ai đó đặt vật này trước cửa để không cần có ai ra mở cửa người ta vẫn có thể lẻn vào trong nhà được. Bởi vì lúc chiều tôi đến đây cửa vẫn đóng chặt mà. Chẳng nhẽ đúng rồi đấy, người lẻn vào trong nhà của chúng ta không ai khác chính là U đấy. Trên tay U vẫn còn cần chai nước đỏ làm bằng chứng đây này. Vốn dĩ anh không thích ở chung cư, mấy anh nói em có chịu nghe đâu, nên là mới bày ra cái trò dọa ma để bán nhà chuyển với mẹ ấy. Em vốn dĩ chỉ ở đây các ngày trong tuần, còn cuối tuần thì em với anh sẽ về ở với mẹ cho vui. Thật chứ? Sao em không nói với anh? Thì anh cũng có nói gì với em đâu, lại còn bày ra cái trò dọa ma dọa khỉ này nữa. Anh đúng là nhiều trò quá rồi đấy. Cậu bảo, thế còn tôi thế nào ạ? U Dung, U bỏ ý định mua lại căn nhà ấy đi. Căn nhà này vợ chồng em ấy đã mua rồi mà. Sao cô biết tôi định mua căn nhà này ạ? Cháu biết, cô kết hợp với Bảo để dựng nên câu chuyện này. Bởi vì cô muốn mua còn Bảo muốn bán. Mà cháu lại vô tình nghe được khi cô đến gặp môi giới để mua lại căn nhà này mà. U Dung, chắc là cháu phải làm U thất vọng rồi. Cháu rất là thích căn nhà này nên là cháu sẽ không bán lại đâu ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng U có thể qua đây ngắm view cũng được. Miễn là U đừng dọa ma cháu là được ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Cô ơi, cô bán cho cháu mấy gói bim bim với cả ít kẹo ấy. Tại người yêu cháu thích ăn. Tôi hiểu mà. Con gái tôi cũng thế đấy. Lúc nào cũng chất cả đống đồ thừa ăn vặt ở trên phòng ấy. Đâu cậu lấy mấy gói? Mấy gói cũng được. Đây từ này được chưa? Của cậu hết 70.000. Cô trả lại cháu ấy. Cả người có mỗi 500.000 cô ạ. To thế này. Sáng giờ không biết có đủ tiền để trả lại cho cậu không ấy. Ôi, thấy may quá, đây, đủ 430.000 cho cậu đây nhá. Cháu xin. Alo, anh ơi, sao? Ăn hải sản á? Ăn bim bim à? Rồi, anh gọi lại nhá. Rồi, anh tắt máy đây. Cô ơi. Ơi, cậu muốn lấy thêm nữa à? À, không cô ạ. Tại người yêu cháu không thích ăn cái này nữa mà đòi ăn hải sản cơ. Thế cậu đi mua hải sản cho bạn cậu đi. Cái gà sang ở bên kia đường ấy, đi thêm một đoạn nữa thôi. Ở đấy có quán hải sản vừa ngon vừa rẻ. Nhưng mà cháu lấy cái này thì không biết làm gì cô ạ. Hay là cháu trả lại cho cô nhé. Trả lại trả thế nào? Từ sáng giờ thì đã bán được cái gì đâu. Thế thì có mà tôi rông cả ngày à? Không phải như thế đâu cô ạ. Cháu mà lấy thì không có tiền mua hải sản. Hay là cô giúp cháu, nhớ người yêu cháu không thích thì... Cô ơi! Cho cháu mấy lớp nước ngọt cả thùng bóng hốc ạ. Đợi tôi tí tôi ra ngay đây. Đấy, cô có khách rồi nhá. Cô giúp cháu đi. Cô cho cháu trả lại, cháu xin cô đấy. Rồi, nhanh lên, bán hàng cô ấy. Rồi, cô ra ngay đây. Cháu hứa sau này cháu sẽ qua ủng hộ cô. Tôi là tôi nể cậu lắm đấy nhá. Không có người khác là tôi không trả lại như này đâu. Cháu xin ạ. Cô ơi, nhanh lên, không cháu ra hàng tạp hóa kia mua đấy. Đây, đợi cô tí, cô vào nhà bê ra ngay đây. Đây, của cháu đây. Hãy
nồi nào úp vung nấy mà. Bà ngồi đi. Uống gì đấy để tôi lấy. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Bực mình thật đấy. Hôm nay chả biết là thế nào. Có hai đứa mua hàng, một đứa thì mua xong rồi đòi trả lại, thế một đứa thì cứ gọi ơi ơi bê đồ uống ra. Thế là mẹ mang ra đến nơi thì chả thấy người đâu cả. Một cậu con trai và một cô con gái ạ? Đúng rồi đấy. Có lẽ nào... Cô ơi, cô có thấy điểm gì khả nghi của bọn họ không ạ? Khả nghi á? Khả nghi thì không. Nhưng mà bực một cái là cái cậu thanh niên ý, mua có mấy cái gói bim bim này thôi, hết 70 nghìn thôi, nhưng mà đứa hẳn tờ 500 liền. Cô phải tìm mãi mới đủ 430 nghìn để giả lại cho cậu ấy. Thế xong rồi đến lúc lại cứ nặng nặng đòi giả lại. Tiền thừa trả lại? Ừ. Cô cho cháu xem cái tiền thừa đấy với ạ. Đây này, cậu giả lại xong cô mải vào bê nước ngọt cho khách chứ chả thấy đâu nữa. Cô ơi, đây là tiền giả rồi cô ạ. Hả? Tiền giả? Tiền giả? Có lẽ là chúng nó bỏ ra 500 nghìn để mua hàng, xong cô trả lại tiền cho bọn nó. Nhân lúc cô không để ý, chúng nó đã tráo tiền thật thành tiền giả để đưa lại cho cô đấy. Sao lại như thế được? Còn cô gái kia ấy, cháu nghĩ cũng là đồng bọn của cậu ta. Mục đích của cô gái là giục cô lấy hàng, để cô mải bán hàng mà không chú ý đến tiền anh ta trả lại cho cô. Ôi, 400 nghìn của cô đấy. Từ sáng giờ đã bán được cái gì đâu. Cháu nghĩ là bọn nó đã lừa được rất nhiều người rồi, chứ không phải một mình cô đâu ạ. Chúng ta phải làm gì thôi, không thể yên như này được. Rau có sạch không em? Sạch chứ anh, rau nhà em trồng ở dưới quê mà. Có phun thuốc sâu phun xước gì đâu, nên là sạch lắm, anh yên tâm nhá. Thế thì lấy anh 3 mớ này đi. À 3 mớ này anh đợi em tí nha. Rau nhà em trồng ở quê nên là anh yên tâm, ăn ngon lắm. Của anh 3 mớ thì là 90 nghìn anh nhá. Trong ví anh còn có mỗi 500 nghìn, em trả lại cho anh nhá. Thì trả lại là 401. Để anh đếm giúp em phát xem có đủ không. Rau anh mà ăn thấy ngon ấy là sao lại ra ủng hộ em nhá. Em chưa bán cái vỉa hè này này. Yên tâm, anh sẽ ủng hộ. Em ơi, người yêu anh vừa nhắn tin bảo là không ăn rau nữa, bây giờ phải đi ăn nướng. Hay là anh trả lại rau cho em nhá. Anh buồn cười nhở. Người yêu anh thích đi ăn nướng thì liên quan gì đến em? Anh giống người yêu anh đi ăn nướng thôi chứ. Khổ lắm. Anh là sinh viên mà ăn 250 nghìn một người. Hai người đã là 500 rồi, mà mới rau mua 90 nghìn. Giờ làm sao mà đủ? Hay là em cho anh gửi lại tiền. Cho anh xin lại. Chứ giờ người yêu anh đòi đi ăn nướng mà anh không cho đi, giận anh cả tháng ấy. Anh hứa nhá, lần sau anh sẽ ủng hộ nhiều cho em. Chị lấy hết rau luôn ạ? Vâng ạ. Thế chị đợi em một tí, em vào nhà em lấy rau rồi em mang cho chị nhá. Đấy, có khách rồi, em giúp anh đi nhá. Người yêu anh giục nãy giờ rồi. Nhanh lên chị ơi, không anh sang hàng khác mua đấy. Lòng ngoằng đi nhá. Giúp anh. Thôi thôi, tôi trả lại cho anh được chưa? Này. Hành vi lừa đảo, tiêu thụ tiền giả của cậu đã bị tôi phát hiện rồi. Tiêu thụ tiền giả nào? Vâng ạ. Đây. Đây chính là tiền giả chứ sao. Cậu làm sao mà qua mắt được tôi? Này, cô gái kia chính là người chứng kiến nhá. Đây là tiền của cô, có phải tiền của tôi không? Rõ ràng ban nãy tôi thấy cô bán hàng trả lại tiền cho anh ta mà.
biết thế nào anh cũng chối, nên là tôi đã chuẩn bị trước rồi. Này, bà làm gì đấy? Để mà chối ấy, tôi nghĩ hắn ta kiểu gì sẽ chối thôi, cho nên tôi sẽ lấy bút ghi tên của mình vào đây để làm dấu. Làm sao mà hắn ta cãi lại được? Ê, dùng cái này cho chắc. Tôi đã xem kỹ tờ tiền này, và trên tờ tiền này không hề có bút tích của tôi, chứng tỏ chúng đã bị anh đánh cháo. Anh có gì để chối cãi nữa không? Đây, đây chính là bút tích của tôi. Để cẩn thận hơn, tôi cũng đã chụp ảnh lại. Này, cô đừng có vu khống tôi nhá, không tôi báo công an đấy. Cái gì? Mạnh mồm gớm nhở? Thế thì anh báo công an đi, để xem công an bắt anh hay là bắt ai. Không những cậu bị chịu tội ấy, mà cả cô gái kia nữa kìa. Quen đi đâu đấy hả? Ở lại nghe nói chuyện tí cho vui nhờ. Tôi không biết gì đâu. Cô đừng có mà chối cãi nữa. Tất cả hành vi lừa đảo của hai người đã bị camera khu phố ghi lại rồi. Với video này, cộng với 2 tờ tiền của tôi thôi, cũng đã đủ bằng chứng để buộc tội các người vào hành vi lừa đảo, tiêu thụ tiền giả rồi. Này, đã nghe rõ hết chưa? Còn gì để chối cãi được không? Bây giờ ấy thì lên công an. Bỏ tôi ra. Được. Lần này hai người chết chắc rồi. Vào tù một góc đi. Thả ra. Cháu chào chú ạ. Cháu đến ứng tuyển gia sư ạ. Mời cô vào. Mời cô ngồi. Dạ vâng. Cô có thể tự giới thiệu về mình. Dạ, cháu được người ta giới thiệu đến đây. Tuy là thành tích của cháu không được tốt, nhưng mà cháu có khả năng, chú cứ yên tâm ạ. Tôi rất thích những người thẳng thắn như cô. Nhiều người ấy, cứ khoe thành tích nhưng mà kết quả thực tế lại không ra gì. Cô cứ ngồi đây, để tôi vào, tôi gọi con gái tôi ra. Chào anh. Xin lỗi, cô ngồi chờ chú. Giới thiệu với cô, đây là Thương, con gái của tôi. Mong rằng trong thời gian tới cô hãy kèm cặp cháu. Dạ vâng, chú cứ yên tâm ạ. Có chuyện gì ấy, cô cứ nói với cậu Bảo, cậu ấy là vệ sĩ riêng của tôi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Chào cô. Để chị cho em số điện thoại của chị, để mình tiện liên hệ học hành nhé. Dạ vâng.
hai người lên chú ý vào việc học hành, để ý đến lời của ông chủ. Thôi không sao, mình tiếp tục học thôi. Trong này bài tập hôm qua em có hiểu không? Dạ em hiểu hết rồi ạ. Thế thì hôm nay nhá, mình sẽ ôn lại bài hôm qua một chút rồi mình chuyển chủ đề nhá. À chị ơi, em có món quà muốn tặng chị ạ. Ờ, cái gì đấy? À, là một món quà muốn dành tặng cho cô giáo xinh đẹp đã dạy dỗ em trong suốt thời gian qua. Thôi, không cần đâu. Đây là viên uống đẹp da Eret, bổ sung vitamin E cho cơ thể, hỗ trợ giảm tình trạng thiếu hụt vitamin E, chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da, sáng mịn đẹp da. Để chị xem thử. Mà cái hộp này nhỏ xinh nhở, tiện thế. Này, chị có thể đút vừa vào túi của chị. Khi nào mà chị đi đâu thì tiện chị mang theo luôn. Rất là tiện lợi luôn. Em cứ phải cười lên ý, thì nó mới xinh. Mà em có anh chị em gì không? Dạ. Ngoài việc dạy học, cô không nên xâm phạm đời tư của cô chủ. Thì tôi chỉ muốn tìm hiểu về cô ấy để cho tâm lý cô ấy thoải mái trong việc học hành thôi. Tôi xin lỗi cô, hết giờ rồi. Bây giờ gia đình tôi có việc, mong cô lãnh mặt cho. Hết giờ, mời cô về. Cháu chào chú ạ. Từ nay cô không cần phải đến đây nữa. Nhưng mà hợp đồng vẫn chưa hết hạn, với lại cháu còn ứng trước tiền lương nữa. Tôi không tính toán gì đâu, cô yên tâm. Thế cho cháu gặp Thương được không ạ? Tôi đã nói rồi, cô không có việc gì ở đây nữa. Tại vì Thương mượn của cháu cái tập tài liệu, mà tập tài liệu đấy thì rất quan trọng đối với cháu ạ. Tập tài liệu à? Nó bao nhiêu tiền để tôi để? Không phải ông dùng tiền để mua cái tập tài liệu đấy của tôi, mà ông dùng tiền để che đậy đi cái sự khuất tất của mình. Cô nghĩ rằng tôi dễ bị dọa đến thế à? Tôi đã biết ông là người như thế nào rồi. Hành vi đồi bại của ông không qua khỏi mắt của tôi đâu. Cô ngồi đây đi, để tôi vào phòng cô chủ. Điều tôi nói là đúng chứ? Tôi thấy cô biết quá nhiều về chuyện gia đình của tôi đấy. Cô nên biết thân biết phận. Nếu không... Ông tưởng một mình ông có thể che mắt cả bầu trời.
Tôi không thể che được trời, nhưng tôi có thể bịt được mồm cô lại. Hay là cô thơ nó để phục vụ cho tôi đi. Tôi nó ra ngoài cho tao. Tại sao cậu? Ông tưởng đồng tiền của ông có thể che đậy được hết tất cả mọi thứ à? Cậu có điều gì muốn nói không? Tại sao cô lại ở đây? Tôi biết cậu làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi cũng làm gì sai cả. Cậu biết ông Khái đang làm gì đúng không? Cậu biết đồng nghĩa với việc cậu là đồng bọn của ông Khái. Và ông Khái vào tù thì chắc chắn cậu sẽ không tránh được khỏi vòng lao lý đâu. Cậu biết đây là ai rồi chứ? Cô làm gì con gái tôi? Cậu yên tâm, con gái cậu không sao cả. Còn tôi nói cho cậu biết, trước đây ông Khái hứa với cậu là khi cậu về làm việc cho ông Khái thì ông ấy sẽ trả tiền viện phí cho con gái cậu đúng không? Nhưng mà một lời hứa nhỏ nho như thế ông ta cũng không thực hiện được, thì cậu làm việc cho ông ta còn ý nghĩa gì nữa? Còn cậu yên tâm, tiền viện phí phẫu thuật cho con gái cậu tôi đã lo liệu đầy đủ hết rồi. Tôi mong rằng sau này cậu phải thật cố gắng vì tương lai của con gái cậu. Trước đây tôi gặp khó khăn thì ông Khái là người đứng ra giúp đỡ nên tôi làm việc cho ông ấy. Khoảng một thời gian sau thì ông ta ép buộc tôi làm việc thì mới chút cấp tiền để tôi chữa bệnh cho con gái. Vậy thế thì bây giờ chính là lúc để cậu chuộc lại lỗi lầm của mình đấy. Cậu đừng quên là cậu vẫn còn nợ tiền tôi đấy. Tôi có nợ, nhưng thời gian qua làm việc theo sự chỉ đạo của ông, món nợ đó tôi đã trả xong rồi. Đồng tiền của ông không che đậy được hết tất cả mọi thứ đâu. Đôi khi đồng tiền ấy nó cũng biết phản chủ đấy chứ. Tôi không làm gì sai cả. Ông bắt nhốt, khống chế, hành hạ thể xác và tinh thần của một cô gái như thế mà bảo là vô tội à? Nhưng tôi là bố của nó. Những buổi tôi đến dạy, ông đã cho người theo sát tôi. Ra cô ấy đang bị khống chế và gặp nguy hiểm. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý tới đó là Thương rất thông minh, học giỏi. Vậy mà ông không cho Thương tới trường, chỉ thuê gia sư về dạy. Ở đây, âm mưu của ông muốn cho Thương học hành tử tế để lấy bằng cấp đàng hoàng, để nâng tầm giá trị của Thương lên. Và rồi đương nhiên, khi bán Thương, ông sẽ kiếm được một món hời cao. Tôi đi mà xem. Sau khi về nhà, tôi đã giải mã những con số theo ký tự tin nhắn thì đã phát hiện ra bí mật của ông rồi. Cô nói từ nãy đến giờ, cô nghĩ tôi tầm thường vậy sao? Tôi xin kiện cô. Ông nghĩ kế hoạch của ông là hoàn hảo à?
Thế thì ông chưa biết tôi là ai rồi. Hương, ông nhìn đi, tất cả những vết bầm ở trên người Thương chính là bằng chứng chống lại ông đấy. Tại sao mày cũng khóa? Mày canh giữ nó cho cẩn thận, không được cho nó ra ngoài. Hóa ra là chúng mày thông đồng với nhau để lừa dối tao phải không? Đấy là điều mà ông đáng phải nhận. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Tất cả bằng chứng tôi đã gửi cho cơ quan chức năng. Ông sẽ phải đi tù vì tội quấy rối tình dục và bắt giữ người trái phép. Còn bây giờ đi lên đồn. Chị ơi, tuy ông thấy là bố dượng của em thật, nhưng mà em đừng có sống tình cảm như thế. Phải lý trí mạnh mẽ lên. Cái người mà em gọi bằng bố ấy đã hành hạ em suốt bao nhiêu ngày tháng qua còn gì. Em phải biết thương lấy bản thân của mình chứ. Em cảm ơn chị, thật là giỏi. Sự thông minh vốn có của chị được tăng lên gấp nhiều lần sau khi dùng viên uống Eret bổ sung siêu vitamin E đỏ mà em tặng chị đấy. Còn bây giờ em đi theo chị